Thầy xin chào tất cả các bạn nha. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn tiếp tục đề thi chuyên Anh tỉnh Tây Ninh năm 2023-2024 các bạn nha. Đề thi này bạn có thể tìm thấy trong quyển chuyên về đề thi Tây Ninh các bạn nè. Đó, chuyên về đề thi chuyên vào học sinh giỏi Tây Ninh trên page Học với Tô Channel. Hoặc là bạn có thể tìm thấy ở trong cái tuyển tập đề thi này nha. Hơn 100 đề thi chuyên thầy đã hướng dẫn trên kênh YouTube nha. Thầy chào bạn Hà My nha. Thầy chào Hà My. Bây giờ chúng ta sẽ giải cái đề thi chuyên Anh tỉnh Tây Ninh này các bạn nha. Đề thi có phần nghe mức độ B2. Đó, các bạn thấy rất là quen thuộc luôn các bạn nè. Và phần nghe có 20 câu tương đối bình thường các bạn nha, tương đối bình thường. Bạn thấy những đề thi ở các tỉnh thành khác các thầy cô cho 25 câu, ở đây ngắn gọn hơn chút và đề thi của chúng ta thật sự ngắn gọn các bạn. Bạn thấy ngữ pháp có 10 câu à, rồi các phần guided flow test bài ngắn của nè, nhưng mà rất khó nha, nhưng mà rất khó. Thầy chào bạn Nhật Kiều nhé, chào bạn Nhật Kiều, chào Hà My, chào tất cả các bạn nha. Chúng ta sẽ làm cùng với nhau phần ngữ pháp các bạn nè. Thì tại thời điểm này nó dường như rằng sự phản đối thì quá yếu quá, thì quá yếu để mà tổ chức cái cuộc phản đối nghiêm túc chống lại chính phủ. Trong câu số 1, người ta đang kiểm tra các bạn collocation các bạn. Người ta đang kiểm tra các bạn collocation. Động từ nào sẽ đi với cái danh từ protest là phản đối các bạn nè. Đây, chữ nào nó đi với cái từ này nè. Là tổ chức những cuộc phản đối chống lại chính phủ. Thì câu A các bạn nè, thì chữ này cũng là tập hợp luôn. Nhưng mà nó được dùng theo một kiểu khác. Thầy chào bạn Siroce Nakamura nha. Nó được đi thêm cách kiểu khác. Thầy ví dụ đám đông tụ tập, con người tụ tập là câu A các bạn nè. Còn câu B đó là biện minh. Câu C là phơi, là tiết lộ. Còn câu D đó bạn, tổ chức tập hợp hoặc là tổ chức cái sự phản đối, tập hợp để phản đối. Câu D đúng, bởi vì nó là collocation nha, với cái từ protest này. Thầy chào Khôi Bùi nha, chào Khôi Bùi nè. Câu số 1 chọn thầy câu D đúng. Thầy qua câu tiếp theo bạn nha. Câu số 2, các bạn lưu ý là không phải trong tiếng Anh đó bạn, chữ nào nó cũng đi với chữ between được đâu nha. Hoặc là chữ nào nó cũng đi được với cái từ itself, herself, oneself được đâu các bạn. Thì bạn phải chú ý tới những cái chữ đó. Trong câu số 2 chữ nào nè. Thì thầy có câu C đó các bạn. Đây chính là tàn quân nha. Thầy chào Gia Hưng nha. Welcome back Gia Hưng nè. Câu C chính là tàn quân đó bác. Là một cái đội quân bại trận trở về. Là cái chữ này nè. Và trong câu số 2 này, bạn nào chọn đáp án A đúng nè. Thầy có một cái cụm từ luôn đó bác. Là anh ấy vạch ra những điểm giống nhau. Đây chính là collocation. Vạch ra những điểm giống nhau. Thầy chọn câu A. Giữa cái giường ngủ của em nó và cái chiến trường, ý nói rằng nó bề bộn đó bác, đơn giản vậy thôi, bề bộn. Thầy qua câu số 3 các bạn nè. Câu số 3, trong câu số 3 cái kiến thức đó, cái mà được truyền qua nhiều thế hệ, đây cũng là cái collocation luôn đó bác. Mình toàn gặp collocation ở những cái đề thi khó nè.
Collocation rất là lạ luôn. À cái này rất là dễ. Ở câu D đúng các bạn nha. Đây chính là truyền miệng. Được truyền từ người này nói qua người khác. Đó, truyền miệng đó. Còn đây chính là collocation. Vạch ra những điểm giống nhau. Xong ba câu các bạn nè. Xong ba câu. Ôi câu này là idiom các bạn. Nhìn vô phát là idiom luôn. Bạn nào chọn thay một cái idiom có nghĩa là black and blue. Câu B đúng nè. Đứa trẻ đá tôi, để lại những vết bầm tím trên cái chân của tôi nha. Black and blue các bạn nè. Đó, black and blue nè, để lại những vết bầm tím nè. Đó, câu số 4 chọn được B nè. Ở câu số 5 các bác, cũng là một cái collocation luôn. Bạn nào làm Olympic nhiều nè, mấy cụm này bạn hay gặp lắm á. Thì trong câu này bạn có câu A đúng nè. Ý muốn nói rằng đám đông đứng dậy vỗ tay, đám đông trao cho hai nghệ sĩ sự đứng dậy vỗ tay các bạn nha. Đó, đứng dậy vỗ tay và tham gia trong một cuộc thảo luận sôi nổi về cái sự biểu diễn của họ. Thầy chọn câu A, collocation. Còn câu B các bạn, thanh bình chỉ trích nha. Chứng nhận đây không hợp nghĩa các bạn nha, không hợp nghĩa. Chọn theo A đúng nè. Thầy sẽ qua câu số 6 bạn nè. Câu 6 nè. Câu số 6. Câu số 6 có chữ Woodrader nè. Có chủ ngữ nè. Vậy thì bạn phải hỏi thầy là thích ở hiện tại hay thích ở quá khứ? Thích ở hiện tại hay thích ở quá khứ, nhưng mình không bao giờ chọn thì hiện tại, thì bỏ câu B thì bỏ câu C nè nha. Ở đây có chủ ngữ nè, nên thầy cũng chả chọn nốt câu B1 luôn. Tóm lại thì chọn câu A. Thích chuyện ở hiện tại thì dùng thì quá khứ. Đó, đơn giản vậy đó bạn. Tôi thích bạn hiện tại đừng làm tiếng ồn. Hiện tại đừng làm tiếng ồn. Ở ý là vậy đó bạn. Thầy qua câu số 7 các bạn nha. Câu số 7 nè. Chỉ nếu những yêu cầu này được đáp ứng thì cái đơn xin việc mới được xử lý tới giai đoạn tiếp theo. Trong câu số 7, chỉ nếu những yêu cầu này được đáp ứng thì cái đơn xin việc này mới được xử lý tới giai đoạn tiếp theo. Ổn lì đứng đầu, kiếm câu đầu đảo gửi thì đảo. Có thể đảo câu này nè các bạn nha. Đảo ngữ đó bác. Cái đơn xin việc này có thể tiến hành tới bước tiếp theo. Còn chữ này không đúng nha. Cái quá trình xin việc thì nó không có natural. Thì chọn câu B nè. Can proceed to. Thầy sử dụng như một động thôi. Thầy có câu tiếp theo bạn nè. Câu tiếp theo. Nếu trước khi trở thành một nhà văn, tôi không trải qua 5 năm ở khu vực này, thì hiện tại tôi đã xem cái cốt truyện của ông ấy là không tin được. Thì tóm lại cái câu này đó bác. Cái câu này á, người ta đánh lừa các bạn á. Các bạn phải tỉnh táo các bạn nè. Chỗ này bạn nhìn thấy nè, là if loại 2. Như bạn nhìn thấy nè, nếu nè, trước khi trở thành một nhà văn, có nghĩa là hiện tại tôi là nhà văn. Vậy thì trái quá khứ của Hương Thành. Tóm lại đây chính là câu if loại miss. Nói dài dòng như vậy nhưng nói là câu if loại miss các bạn. Thầy có câu 9 các bạn nè. Câu 9. Cô ấy nói cô ấy sẽ trở thành một sinh viên ngành y sớm. Ồ, đừng có tin cô ấy. Cô ấy lừa bạn đó, chọc bạn á. Thì chọc ai đó là have someone on. Đó, chọc ai đó đó. Không có tình cờ gặp gì đây đâu các bạn nha. Gặp gì đây đâu. Không ghét mấy câu này sai hết rồi. Thầy chọn câu A. Have someone on. Là chọc ai đó đó.
Không phải câu nào cũng đúng đâu các bạn nha. Thầy có câu số 10 các bạn nè. 5 năm trước các bạn, thầy có tới tới 10 bạn đổi chuyên Tây Ninh luôn các bạn. Thầy có câu số 10 các bạn nè. Thì cảnh sát hỏi yêu cầu đấy để cho một cái sự miêu tả về vụ tai nạn, cái mà đây chứng kiến. Thì trong câu số 10, bạn nào chọn cái thầy câu A đúng nè. Thầy có cái tính từ ghép này, nó mang ý nghĩa là đầy đủ chi tiết theo thứ tự thời gian nha, đầy đủ chi tiết theo thứ tự thời gian. Ở câu B không đúng nha, không phải nối là đúng đâu. Còn câu C đó, up and down nè, lên và xuống nè, in and out, trong và ngoài, không đúng. Câu A đúng, đầy đủ theo thứ tự chi tiết và thời gian. Bạn nào chọn thầy câu số 10, câu A đúng nè. Mấy câu đánh lừa các bạn á, không hợp nghe. Mô tả theo thứ tự thời gian. Bây giờ thầy chuyển sang phần sửa đổi sai các bạn nha. Phần sửa đổi sai nè. Bài này rất là dài dòng luôn. Thầy sẽ làm ngắn gọn nhanh chút các bạn dễ hiểu nè. Đó, ngắn gọn nhanh nhất nè. Cái ảnh hưởng về tâm lý quan trọng nhất ở thành phố là cái cách mà nó điều tiết mối quan hệ của chúng ta với người khác. Ông này thì trong một cái trạng thái minh mẫn, gây suy nghĩ, nói thành phố đông đúc, nơi mà đó, bạn nào làm nhiều bài tập sẽ biết được chữ nơi mà nó sai nè. Chữ nơi mà không bao giờ làm được chủ ngữ bạn nha, không bao giờ làm được chủ ngữ bạn nè, không bao giờ làm được chủ ngữ nè. Nên chữ que này đó các bạn bỏ thầy nha, biến thầy thành chữ quýt nè. Biến thành chữ quýt nè. Chữ que không bao giờ làm được chủ ngữ, các bạn cứ nhớ thầy nè. Que cộng động từ không đúng, quýt cộng động từ mới đúng. Que cộng s cộng v, nếu thấy phía sau là s cộng v thì chọn chữ where, còn thấy phía sau là verb chọn chữ with. Đây chính là câu ví dụ nha, thầy quên nhắc các bạn, đây chính là câu ví dụ người ta lập sẵn cho chúng ta rồi, chính là cái từ thầy viết lại nè để cho có nhiều bạn không có tài liệu đang cầm, không có, bởi vì nhiều bạn đơn giản là làm bài cùng với thầy thôi chứ chưa in sẵn đâu. Bởi vì thầy live một cách ngẫu hứng các bạn, lấy ra thầy live thôi, thầy không có thông báo gì hết. Lỗi sai đầu tiên thầy đã tìm ra các bạn nha, chữ que không làm chủ ngữ. Bây giờ thầy chuyển qua một lỗi sai tiếp theo. Thì lỗi sai tiếp theo, lỗi sai về nghĩa. Bạn nào hiểu cái bài này thì tất cả điều này dường như là rất rõ ràng, dù cho nó không có hại để mà chỉ ra cái chuyện này. Chữ because không hợp nghĩa. Bạn nào chọn là chữ although đúng nè. Đó, chữ although nó hợp nghĩa, dù cho. Chuyện này nó không có hại các bạn nha. Lỗi thứ hai các bạn nè. Rồi thầy qua lỗi thứ ba nè. Trong câu này nè, thì nó cũng được nói rằng, ý nói rằng người ta nói rằng đó bác, đây chính là câu bị động chủ ngữ giả. Bạn nào chọn thì cái từ be đúng nè. Đó, người ta nói rằng ông này như thế nào đó. Thầy chuyển qua một lỗi tiếp theo các bạn nha. Một lỗi tiếp theo ở đây là về về giới tờ. Các bạn có cái từ strive là phát triển, thịnh vượng nè. Ở trong câu này bạn chọn thầy chữ for nè. Đó, rằng ông này không có vô tư. Ở strive for bạn nha, strive for nè. Rồi lỗi sai tiếp theo, thầy chuyển qua lỗi sai tiếp theo, đếm của các bạn, một nè, hai nè, ba, bốn. Rồi thầy qua lỗi cuối cùng. Thì lỗi cuối cùng chỗ này nè, bạn có cái từ
chuẩn mực là danh từ, mà trước nó có dùng trạng từ là sai rồi đó. Đọc kỹ ra cái thấy luôn đó bạn. Phần này bạn nào có nhiều thời gian nè, unrealistic, dễ dàng nhìn thấy hơn bạn nè. Trước danh từ lại dùng trạng từ, ở đây thầy dùng tính từ các bạn nha. Thầy đã xong năm lỗi, thầy tổng hợp lại nè. Cái này là câu ví dụ, where không làm được chủ ngữ chỉ có with, where cộng s cộng v, with cộng cộng verb đó, nhớ cái đó dễ làm. Câu này về nghĩa thôi. Còn câu này các bạn nè, bị động nè, strive for, còn trước danh từ thì dùng tính từ các bạn nha, dùng tính từ. Thầy cảm ơn các bạn theo dõi video của thầy nha. Thầy chào bạn Master Hà Linh nha. Thầy sẽ dừng video thứ nhất ở đây, thầy chuyển qua video tiếp theo. Bạn nào đang xem video của thầy nhớ like giúp thầy cái cho nó có khí thế các bạn nha. Một video chỉ cần trên 100 like thôi, mừng rồi quá, có động lực.